Trơ chưa khấu quả gì ta không biết. Quả bắp, quả táo. Ủa mà táo to vậy. Bây giờ dưa hấu cầm đây này. Ta sẽ giết người. Cái hàng bí đỏ kia. Ta giết được rồi, ta giết nó lắm. Gì vậy? Đấy. Mày chết mày con. Ta lấy súng ra. Mày chết rồi, mày xong rồi. Mày giết thằng bạn như hấu đúng không? Không không lợi lộn. Thằng bí 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 ngô đúng không? Ta sẽ bắn ngươi. Cái gì vậy? Tiếng gì? Ôi không đi. Thằng nào đây? Thì ra là người ta giết người luôn. Mày đừng có hướng tao. Để tao chút. Để tao lấy quả bơm ra. Đứng xa chút nè. Chọi người. Tao giết người đi. Mày tự giết mày luôn hả con? Mày đừng mày gì mày nói mày có hưởng của mày. Nói gì vậy? Hồi nãy mình nói gì hả? Tại sao ngươi chết sao ngươi không sống? Mày đừng coi thường nha. Mày nói tôi hồi nãy đúng không? Tao giết mày luôn. Mày xảo quá mày ơi. Tao nhìn tao nè. Người chiến thắng.